Có ăn gì đấy? Hả? Chúc. Chúc à? Chúc cơm hả? À? Chúc cơm. Ừ. Chúc thì chúc đi. Còn vừa ăn vừa xem hả? À? Con đi lớp con chúc cơm hả? À? Đi lớp. Ừ, đi lớp tự chúc à? Giỏi nhé. Giỏi nhé. Xong rồi con ăn hết bát rồi con liếm bát à? Dẻo ơi, kinh nhá. Ừ. Con chúc đi, con tự chúc đi. Nào, không nghịch. Khó chúc thì bốc đúng không? Ừ. Nhanh. Ừ, bốc cũng nhanh. Nào, thế nào? Cơm nó hơi khó chúc mà. Đây, con chúc đi nè. Thôi để mai cho nào. Để đây để mai cho nào. Thôi để đây mai nào. Ăn bằng bé cho con nha. Nó cơm nó hơi dẻo, nó khó ăn à. Đấy, mẹ xem nào. Mẹ còn khó giúp thì sao con giúp được. Nào đấy, đấy, con giúp đi. Rơi là phải nhặt, nhặt cho lên mồm tiếp. Đúng rồi. Thôi đây rồi con. Mẹ ăn rồi. Ngon không con? Cơm ngon không? Cơm ngon không? Ăn thịt nữa. Ăn thịt nữa nhá. Hả? À, à khó xúc à? Nó trơn mát con phải một tay giữ chứ. Ừ, khó xúc thì con xúc đi. Liếm ạ, à, liếm. Ngon không con? Cơm ngon không? Ngon à? Em bảo này, nháy lông mày mày cái. Nháy mắt cái. Nháy lông mày như nào. Thơm mẹ này. Con gọi chim như nào? Quýt kiu. Ủa, gọi chim như nào? Chim ơi.